cân đi để mai nấu anh em ạ. Sẽ bơ trên nước ra để rửa rau anh em nhé. Một cái túi bóng để mình đựng cái số rau còn thừa này nè. Đấy, không thấy túi bóng nào anh em ạ. Đây, tôi có một cái túi bóng anh em nhé. Sẽ cho cái này vào thùng rác anh em nhé. Đây, mình sẽ cất túi rau vào trong tủ lạnh. Mình sẽ cất túi rau trong tủ lạnh. Đấy, và mình sẽ cho nước vào nồi anh em nhé. Cho nước vào nồi để này luộc rau anh em. Cho nước vào nồi. Đấy, cái nồi nha, mình sẽ bơm nước vào này. Đấy, mình sẽ bơm đầy nước vào đây. Ok nha. Đấy, nồi đầy nước rồi mình sẽ tắt cái nồi nước đi để nấu anh em nha. Đấy. Nấu này thừa một bát ô tô anh em. Đây. Sẽ bật bếp lên. Đấy. Mình sẽ cho vào đấy một ít súp anh em nha. Đấy. Mình sẽ cho một tí súp đây để tí làm nước chấm. Đấy, rất là mặn luôn anh em ạ. Chỗ ít thôi không thì sẽ rất mặn anh em nhé. Đấy. Giờ mình sẽ đến quy trình rửa rau. Đấy. Rau rất bẩn anh em nhé. Đấy, rất là nhiều rau luôn anh em nhé. Mở một lượt. Đây là cơm nguội anh em nhé. Đấy, mình sẽ dọn cơm ra anh em nhé. Đấy, nước chảy rất lâu này. Cái ống này nó bị tắc rồi nên chảy rất lâu anh em ạ. Đây thì ok anh em, mình sẽ xả nước thêm lần nữa anh em nhé. Đây mình sẽ xả nước thêm nữa để rửa anh em nhé. Ở đây mình sẽ lấy bát ra. Năm anh em mình sẽ lấy 5 cái bát. Đấy. Một cái muôi đi là muôi. Hai đôi này. 3 4 5 ok anh em nhé. Đây mình mới bán ô tô. Đấy. Thì mình sẽ lấy nước canh để pha nước mắm anh em nhé. Ok anh em.